Xin chào anh chị, đã quay trở lại với Hoa Lan Di Phong. Thì ngày hôm nay có một chậu nở rồi anh chị, cũng tương đối đẹp anh nha. Mà anh chị hỏi em rất là nhiều trong thời gian vừa qua. Đây là dòng Dendro Bà Liễu anh nha. Bà Liễu, nhưng mà anh chị thấy chậu hành, chậu tác phẩm hoa công xuống rất đẹp, hoa hương thơm đẹp anh chị. Thay vì bà Liễu, người ta sẽ cái lưỡi nó màu tím hồng đậm luôn không chị, nhưng mà đây là dòng bà Liễu đột biến đó. Hoa của nó rất là thơm và thác hoa của nó tương đối là từ trên đổ xuống á, trông rất là đẹp. Thì khác với bà Liễu xưa như nãy em vừa trao đổi với anh chị á, thì cái lưỡi của nó đột biến. Cái lưỡi đây nè anh chị, thì cũng thuộc là dạng là hơi hiếm có trên thị trường. Và ngay sau đây thì Hoa Lan Di Phong xin được phép giới thiệu anh chị cùng ngắm nhìn cái chậu Dendro bà Liễu này anh nha. Đột biến cánh, hoa từ thác hoa từ trên cong xuống như thác đổ đó. Và nếu mà anh chị này yêu thích thì hiện tại em đang chăm sóc chậu này cũng rất lâu rồi anh chị. Anh nha, nếu mà anh chị nào chậu nguyên chậu này luôn, bao gồm một thân nè, hai thân, 4, 6, 8, 9, đang lên mầm nữa, đang vòi hoa tầm khoảng là 1 gang, 2 gang, 3 gang, 4 gang, 5, hơn 1 mét. Em xin chia sẻ anh chị chậu này với mức giá là 1.500.000 đồng. Bên em sẽ bao ship nhanh trên toàn quốc cho anh chị đối với cái chậu bà Liễu đột biến hoa trắng này, được anh chị quan tâm rất là nhiều trong thời gian vừa qua anh chị. 1.500.000, có một chậu duy nhất thôi anh chị nha.